Vâng các bạn, thì Tần Thị Hoàng là một trong những cái dòng bàn ghế mà được rất nhiều các bác mà nhà to hoặc là các bác nào phòng khách lớn sử dụng rất là nhiều. Các bác nào mà phòng khách tầm độ 25 đến 35 mét vuông thì nên xem qua video clip của dòng Tần này để xem coi là không gian phòng khách nhà mình có kê vừa bàn ghế hay không anh chị em mình nhá. Thì dòng Tần Thị Hoàng ấy thì cái dáng ghế nó rất là trường, dáng của vua chúa, thế nên là tất cả từ kích thước này, từ chiều cao đến cái độ cong của ghế thì nó luôn luôn là chiếm rất nhiều không gian. Nhưng đặc biệt là các bác nào nhà rộng thì sử dụng các cái dòng Tần như này thì các bác có thể sử dụng cái dòng Tần từ 14 trở lên. Đấy thì nó chiếm nhiều không gian hơn thì nhìn cái phòng khách nó hài hòa hơn với bộ bàn ghế anh chị mình nhá. Nhưng mà đặc biệt các bác là nhà to thôi, còn nhà bé thì có thể lựa chọn dòng Tần 12. Đấy. Thì bộ này thì em Công đang làm là một bộ Tần Thị Hoàng cột 14-14 làm theo đơn đặt hàng của một bác khách. Thì anh chị em mình có thể xem qua coi là cái kích thước như này nó phù hợp với không gian của khách nhà mình hay không các bác nhá. Đấy, bộ này thì về phần cấu tạo thì em đang làm là hàng cột 14-14 với kích thước đoạn dài con này thì bác khách đặt em là 2m60. Chuẩn nhất con này ra thì làm là 2m8 nhưng mà bác khách chỉ đặt 2m6 thôi. Đấy. Nhưng nếu các bác nào mà nhà to thì theo em Công thì nên làm 2m8 thì nhìn nó dài hơn, nó sang hơn các bác nhá, nhìn nó trường ghế hơn. Đấy, còn bác khách này chỉ đặt 2m6 thôi, đặt theo yêu cầu. Đấy. Bộ này thì em Công đang làm với kích thước chiều cao là 1m40 phân và sâu phủ bì bộ này với cơ sở em Công đang làm là tính cả trương là rơi vào 95 phân từ đây sang đây các bác nhá. Đang đây là rơi vào tầm 95 phân. Đấy, từ đầu trương này. Còn các bác đo phủ bì chân như này ấy thì nó rơi vào 80 phân. Còn nếu mà cả trương này thì nó vồng ra ngoài, nó vồng ra đằng sau này mất tầm 10 phân và yếm này nó vồng ra mất tầm khoảng 5 phân. Đấy, anh chị em mình có thể là đo cụ thể để các bác phải tính được cái không gian nhà mình kê hết bao nhiêu mét anh chị em mình nhá. Đấy. Bộ này thì bên cơ sở em Công đang làm này là cột siêu cong các bác nhá. Cột này các bác nhìn này. Đây. Cột này gọi là cột siêu cong. Cái dáng cột nó cong như cái móc câu này thì làm nó tốn gỗ hơn và tốn công hơn rất là nhiều cho bản cột thường và bản cột chấp. Đấy. Và cột là cột liền anh chị em mình nhá. Cột liền nguyên một khối này. Đấy. Sờ thực sự các bác sờ các dòng cột nó rất là sướng, tại vì làm thứ nhất là nhật mịn này, thứ hai là cái cột nó cong, sờ nó nhìn nó sờ như đường cong của các em gái các bác. Đấy. Với kích thước đường kính cột nó rơi vào là 38 phân. 38. Đấy. Chi tiết luôn, bức này là bức trúc các bác nhá, bức trúc này, tùng cúc trúc mai. Đấy, và toàn bộ đều là hương đá 100% luôn. Đấy, và tiếp đến bản tay này. Đây, tay này thì bên cơ sở em Công đang làm là bản tay rùa liền luôn. Tay rùa liền là phân khúc cao cấp nhất. Bản tay rùa này thì dày là 5 phân anh chị mình nhé. Đây, dày là 5 phân này. Đấy, dày 5 phân. Và tay rùa là liền luôn. Anh chị em mình xem hàng có thể biết được ngay là nó có nhiều loại tay. Ví dụ tay rùa liền mà nó dày dặn như này thì giá tiền nó khác. Còn nó có một cái bản tay là bản tay rùa chấp. Nó chấp ở đây một miếng này. Vắn cái bản tay này nó dày có tầm 2 phân thôi và nó chấp tận 3 miếng thôi. Ở đây một miếng, còn dưới đây một miếng là chấp thành 3 miếng vào với nhau. Thì con hàng đấy thì rẻ hơn rất là nhiều, nhưng mà anh chị em mình dùng về các bác hình dung ấy. Khi mà hàng chấp mà đứt đôi này, ví dụ các bác nhấc đây lên hoặc nhà có trẻ con mà nhún nhảy thì kiểu gì nó bung cái tay ra. Thế anh chị em mình lưu ý giúp Công là mua hàng thì xác định luôn là xác định mua hàng đẹp thì phải biết được con hàng đấy nó như thế nào anh chị em mình nhá. Đấy. Và cột bên cơ sở em Công đang làm thêm hai cột trống. Đấy. Một cột là cột 9 và cột này là cột 7 các bác nhá, cột này cột 8 đấy. 18 19 luôn đấy. Con này là 7/5. Con này là đang rơi vào là 9 phân. Đấy, 8/9 gọi là cưa 9 là làm cột 8/9 đấy các bác. Đấy, một cột 7, một cột 7/5 và một cột 9 các bác nhá. Và tất cả đều là hương đá hết. Đây. Và dòng Tần, duy nhất dòng Tần thì mới có dòng hai cột bé như này thôi. Đấy, cột to trụ thì ông nói, nhưng mà hai cột bé này thì chỉ có dòng Tần nó mới có thôi các bác nhá. Đấy. Và bộ này thì bên cơ sở em Công đang làm là hàng dày dặn. Khuôn tranh bên cơ sở em Công đang làm là khuôn tranh dày 5 phân các bác nhá. Khuôn tranh dày 5 phân này. Và ván mặt bên cơ sở em Công đang làm ván mặt là dày 2,5 phân các bác. Siêu dày dặn và tất cả đều là ván mặt một tấm luôn, trong lòng này. Ván mặt bên trong lòng là liền nguyên một tấm nhá. Hàng có khuôn tranh ạ. Đấy. Khuôn tranh này nó giúp bảo vệ cái ván mặt, nó làm cho cái ván mặt cái độ co ngót nó lớn hay là nó bé thì cái khuôn tranh này thì nó giúp cái ván mặt này nó thở ra thở vào được mà nó không bị co ngót hay nó bị cong vênh cái ván mặt anh chị em mình nhá. Đấy. Tiếp đến là phần cổ chỉ đây. Riêng về dòng Tần thì cái dáng Tần 14 như này thì nó có thêm một tầng cổ chỉ cao và đây dưới này là 3 tầng cổ chỉ thấp anh chị em mình nhá. Tổng là 4 tầng cổ chỉ các bác. Thì cái dáng Tần này thì thực sự bác nó dáng rất là to cao rồi. Gần như anh chị em mình mà ngồi là gần như chân không chạm đất, không chạm được đất các bác. Đây chỉ ngồi mép thôi nha, còn ví dụ như là ngồi kịch vào như này thì chân gần như là không thể chạm được đất, nhưng mà muốn tựa lưng thì chân không chạm vào đất các bác. Em 1m80 các bác. Em Công cao 1m80 mà các bác nhìn chân đây này. Đấy, còn không chạm vào đất ngồi dòng Tần 14 như này. Rất to anh chị em mình ạ. Đấy, nhưng mà to này ngồi nó mới sướng các bác. Tiếp đến phần chân này.
Chân này thì bên cơ sở công đang làm là chân là chân 14, anh chị em mình có thể đo từ đầu này sang đầu này nhé. Đấy, từ mép này, đằng này là chân 14 này. Đấy, chân 14 phân và tất cả đều là chân liền anh chị em mình nhá. Khớc này là khớc liền luôn này. Cái khớc này của nó là khớc liền với nhau. Tại vì nhiều nơi họ làm được là khớc này khớc khớc rời. Chân này chân rời thì họ bắn đinh vào thôi. Nhưng mà hàng đấy thì bác lắc lư vài cái nhiều khi là hàng nó nặng ấy. Nó kéo nó gãy ngay cái phần chân này. Còn đây là toàn bộ chân cơ sở công là chân liền. Từ đầu này sang đầu này là liền. Và chỉ có đây là vanh, vanh vào khớc này thôi. Anh nhìn cái vết vanh này, còn nguyên vết vanh này. Đấy, tại vì vết vanh góc này thì không thể tránh được cái tình trạng có vết vanh. Tại vì nó là hàng cắt góc. Đấy. Bác lưu giúp công kiểm tra hàng liền, hàng chấp nha. Tại vì chấp nó rẻ tiền hơn rất là nhiều và nó mỏng manh hơn mà các bác. Đấy. Và bộ này thì yếm này, các bác em đo yếm trực tiếp cho bác xem này. Yếm dày là 4 phân ạ các bác, yếm dày 4 phân. Và tất cả đều yếm liền hết anh chị em mình nha. Yếm liền chạy 4 xung quanh đều yếm 4 phân hết. Đấy, dày dặn chắc chắn chân 14. Đấy, dòng này thì 8 chân rồi. Dòng này thì nó dài nên là tất cả đều phải làm 8 chân hết. Đấy, 8 chân, 1 2 3 4, 4 chân trước, 4 chân sau. Đây cái dáng ghế này các bác, dáng tần này rất to. Các bác nào mà kê nhá thì từ đầu này này, đầu tay này sang đầu tay này nó kê hết tầm khoảng 3m4 rồi đấy. Nó rộng nhất trong cái dòng bàn ghế nữa mà so hàng 14. Là dòng tần này là dòng kê chiếm nhiều diện tích nhất. Nhưng mà nó lại phù hợp với các bác nào nhà to, tại vì nhà càng to ấy thì các bác kê bộ bàn ghế nó càng to thì nó phù hợp hơn. Chứ bây giờ nhà các bác mà to mà kê bộ bàn ghế bé thì nhìn nó không hợp. Và dáng tần này dáng cực kỳ sang trọng. Anh chị em nào mà quan tâm thì alo trực tiếp cho em có số này. Em Công gửi cho các bác từng cái video, từng cái hình ảnh nhà khách mà em kê vào trong nhà rồi. Rất là nhiều hình ảnh để anh chị em mình tham khảo qua các bác nhá. Đấy, và phần bàn này. Bàn này thì bên cơ sở Công đang làm là bàn đục là thuận buồm xuôi gió các bác nhá. Bàn đục thuận buồm xuôi gió này. Đấy, hoàn thiện là sắc nét hết rồi. Và bàn này các bác mua hàng thì đều có kính bàn, kèm kính đôn luôn. Với kích thước bàn em đang làm là rộng là 81 phân, dài là 1m60 và tất cả bàn này là đục CNC hết anh chị em mình nhá. Chạy đục CNC hết này. Đấy, và đôn thì đục cá chép, kích thước là 80 x 50 cm các bác nhá. 81 x 50 cm và bàn này đục là bức cửu ngươi quần hội này. Đấy, cửu ngươi quần hội này. Đấy, và bàn đôn đều ngăn kéo anh chị em mình nhá. Và các mua hàng bên Công thì đều được tặng kính bàn, kèm kính đôn và combo khay trà anh chị em mình nhá. Đấy, và bên cạnh đấy thì hai chiếc ghế đơn chắc chắn rồi. Bất kỳ video nào của em Công sẽ đều ngồi lên ghế đơn để anh chị em mình cảm nhận. Đấy. Ui các bác, cái ghế nó sâu. Ủa cái ghế nó sâu các bác. Ghế sâu lắm, ghế này nó ngồi nó sâu lắm các bác. Em xem nào. Ủa sâu 61 phân anh chị em mình ơi, sâu 61 phân này thì quá sâu rồi. Bình thường như Hoàng ra chân 16 thì rơi vào tầm 58, 59 phân thôi. Nhưng mà riêng cái dòng này nó vừa cao nó vừa sâu các bác. Sâu 61 phân như này thì thực sự với các bác luôn là cái dáng ngồi thì nó quá trường rồi. Quá trường ghế các bác. Ngồi vắt cảm giác ngay chiều sâu luôn. Đây các bác nhìn sâu này. Rất sâu. Đấy, anh chị em nào mà quan tâm cái dòng này thì nên qua ngồi thử vắt xem có thích không các bác nhá. Dáng là to lắm. Các bác nhìn này thôi, to lắm các bác. Không biết trên video hình ảnh các bác thấy như thế nào, nhưng em Công 1m80 mà đứng trên ghế này cảm giác nó còn nhỏ bé các bác. Đấy. Với kích thước là chiều ngang, phủ bì con này em đang làm là thế nào? 1m20 phân. Cao là 1m40 và sâu phủ bì con này là 95 phân cả trương. Thì con này là gần như là cái diện tích mà con hàng 14 là chiếm nhiều diện tích nhất các bác. Và bộ này thì hiện tại bên cơ sở Công đang bán với giá là 79.800.000 đồng. Các bác nào quan tâm thì liên hệ ngay trực tiếp cho em Công cái lộc có thoại là 0989 350 092 để em Công đặt hàng cho các bác những con hàng đẹp nhất, hàng đẳng cấp nhất anh chị em mình nhá. Các bác yên tâm là có mua hàng em Công thì đều được kiểm tra tứ mộc. Tất cả sở em Công bảo hành cho anh chị em mình trong vòng 5 năm, bảo trì trọn đời cho bác. Và anh chị em cứ đến trực tiếp cơ sở em Công tên là Thế Giới Đồ Gỗ thì có thể đến trực tiếp xem hàng và nhận hàng và ký tên của hàng anh chị em mình nhá. Ok, cảm ơn anh chị em mình rất là nhiều và chúc các bác một năm mới an khang thịnh vượng. Xin chào các bác.